Sáng ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tập huấn công tác phụ nữ năm 2022. Hội nghị do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với các binh chủng, thông tin liên lạc, hóa học, pháo binh, công binh, tăng thiết giáp, Học viện Quốc phòng và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tổ chức. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Bùi Huy Biết, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị phối hợp và 215 đồng chí là cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ các đơn vị về dự tập huấn. Những năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ các đơn vị đã có bước phát triển toàn diện với chất lượng và hiệu quả thiết thực. Trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ, tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy, động viên chị em phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị chức trách được giao, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc theo các chuẩn mực, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 11 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các đại biểu về dự hội nghị sẽ cùng tham dự tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác phụ nữ của các đơn vị, tích cực trao đổi thảo luận 3 chuyên đề về đổi mới nâng cao phương pháp tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua của phụ nữ quân đội, một số vấn đề về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ. Viện Học Môi trường Sự chúng tôi thì chúng tôi cũng đã xây dựng và đang triển khai cái mô hình phụ nữ tiến quân vào khoa học, đòi hỏi là vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ rất chi là sâu và rộng. Chúng tôi được tập huấn trong cái lớp tập huấn này thì chúng tôi rút ra được một số kinh nghiệm về thứ nhất là cách thức tổ chức hội và để giúp đỡ chị em làm sao để chị em là thực hiện tốt được cái thứ nhất là công tác công việc của mình, và thứ hai nữa làm sao là chị em phải cân bằng được cuộc sống, đó là về công việc, về gia đình. Hoạt động của hội nghị cũng rất có ý nghĩa trong cái việc tạo cái cơ hội để chị em được trao đổi, học hỏi lẫn nhau, học hỏi về nghiệp vụ, về phương pháp tổ chức các hoạt động để chị em phụ nữ áp dụng vào công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ ở cơ quan đơn vị. Có thể nói rằng là với cán bộ Hội Phụ Nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Phụ Nữ Cơ sở Văn phòng Chính trị chúng tôi được tham gia buổi tập huấn ngày hôm nay thì chúng tôi thấy cũng rất là ý nghĩa, bởi vì qua những hoạt động của chương trình, từ giao lưu tìm hiểu về nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị bạn, chúng tôi cũng mong muốn gửi đến một thông điệp với tất cả các cán bộ hội tham gia chương trình, đó là Phụ Nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn sẵn sàng và chào đón các cán bộ hội viên phụ nữ của các đơn vị bạn đến lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kiến thức được trang bị trong đợt tập huấn này sẽ là cẩm nang giúp đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cơ quan đơn vị thuận lợi hơn trong tiến hành công tác phụ nữ, công tác hội và tổ chức phong trào thi đua của phụ nữ thực sự hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và kết quả phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng của các đơn vị. Thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình hành động của Phụ nữ quân đội 5 năm 2021-2026, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.